Vâng, Thành Mẫn, ô tô Phú Cường xin kính chào quý bác tài đã đến với kênh YouTube của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu sơ lược cho bác tài về một cái dòng xe tải có tải trọng là 1,5 tấn mà thùng hàng của nó là 3,1 m, và đây là con xe tải Hyundai H150 New Boxster. Thì con xe này là bên em đã đi bấm số và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Thì nhân tiện ở đây thì em sẽ review sơ lược cho bác tài tham khảo về con xe tải Hyundai H150. Và con xe này rất là đặc biệt là cái thùng hàng chúng ta là được đóng full inox, inox 304. Thì mời bác tài cùng em đi tìm hiểu sơ lược về dòng xe tải Hyundai H150. Và đầu tiên không thể nói đến là về giá xe. Thì con xe tải của chúng ta là phiên bản thùng 10 bạc. Thì giá thùng tiêu chuẩn của nó hiện tại đang dao động tầm 440 đến 445. Và nếu mà chúng ta đóng full inox 304 thì nó thêm khoảng là 30 triệu vào giá thùng tiêu chuẩn là tầm 470. Và đầu tiên là em sẽ giới thiệu sơ lược về đầu cabin của xe. Cabin xe thiết kế theo kiểu cabin đầu tròn, cái form rất là đẹp luôn. Đây là cái logo của Hyundai được mạ chrome, rất là đẹp. Bên dưới là cái thanh cản của xe nè, thanh cản bằng nhựa cứng nha, nó nhô ra. Và đây là đèn siêu mù, đây, hệ thống đèn chính của xe nè, đèn halogen bóng rất là to luôn. Trên là đèn tín hiệu. Thì thiết kế của đầu cabin này là thiết kế khí động học, di chuyển nhẹ nhàng, lướt gió và tiết kiệm nhiên liệu. Rồi thì xe chúng ta là có hai màu, màu trắng màu xanh cho hai phiên bản. Và bên cánh cửa đây, cái tem là New Boxster H150, đèn tín hiệu ở hai bên xe. Rồi, gương chiếu hậu của chúng ta đây, gương nhỏ rất là tiện lợi luôn. Và đây là cái lớp xe. Thì lớp trước của chúng ta là sẽ to hơn lớp sau. Lớp trước chúng ta đi là R15 và 195/70 R15. Thì đây là kích thước của lớp trước. Và cái hệ thống treo ở phía trước là hộp và lò xo. Và lớp sau, đây lớp sau chúng ta đi lớp đôi và kích thước nó sẽ nhỏ hơn, là chúng ta đi là đây 145R13, nó sẽ nhỏ hơn hai cỡ. Và đây chúng ta đi lớp đôi và phía sau là nhíp rất là dày. Đây đi kèm với lại là hai bánh xe cua, bánh xe cua trước và bánh sau. Rồi, xe chúng ta đi là một cái bình ắc quy nha bác tài. Đấy, bình là 12V. Và cái cản hông của xe là đóng inox nè, rất là đẹp luôn. Đó, và có đèn led nữa nha. Đấy. Và em sẽ nói sơ lược về cái thùng hàng. Thì cái thùng của chúng ta có kích thước chiều dài là 3,1 m, chiều rộng của thùng hàng là 1,63 m và chiều cao là 1,77 m. Và cái thùng này là được đóng full inox 304, rất là chắc luôn. Đây, lớp bên ngoài nó là inox nè, cái bửng nha, bên ngoài inox, ở trong cũng inox luôn. Ở giữa là con lớp mút xốp. Đây, các cái chi tiết như là bản lề, con lương này kia đóng rất là đẹp luôn, inox. Trụ của chúng ta cũng là inox luôn nha. Đây, khóa tôm inox luôn. Rồi, để mình mở một cái cánh cửa cho bác tài nhìn vô phần bên trong của phần thùng. Đây, mời bác tài tham khảo phần thùng hàng. Phần thùng hàng chúng ta được đóng bằng hoàn toàn là inox hết nha bác tài. Sàn chúng ta là sàn inox dập sóng, rất là thích hợp cho bác tài nào mà chở hàng thủy sản nha.
các cái phần bass này nè là mình làm bằng gang nha bác tài. Thì đây là cái bình nhiên liệu của xe nè. Đây, ở đây là cái cổ để chúng ta đổ dầu ha. Rồi, thì đó cũng là những cái chi tiết bên ngoài của chiếc xe Hyundai H150 của chúng ta. Thì bây giờ là em sẽ vào bên trong cabin để giới thiệu sơ lược cho bác tài về nội thất của xe. Em đã lên trên cabin của xe Hyundai H150. Đây, em vừa mới đề máy lên nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở máy lạnh lên. Đây, xe chúng ta là được trang bị rất là đầy đủ luôn. Máy lạnh hai chiều. Cái phím nhấn đây nè, rất là hiện đại luôn nha. Đó, và cái cổng đây, cái cổng của nó rất là to. Cổng gió rất là to. Ở đây thì mình có trang bị nè, radio FM. Cái này mình kết nối Bluetooth nè. Rồi, thì trên xe nè bác tài có gắn thêm một cái màn hình. Đấy. Và hai cái camera luôn, camera lùi và camera hành trình. Bác tài này rất là đầu tư luôn. Và đây, hộp số xe là chúng ta đi hộp số là 6 cấp. 6 tiếng một lùi. Và rất là nhiều cái ngăn đựng đồ luôn nha. Cái này là chắc để gạch từng thuốc nè. Và cái này ngăn này đựng nước nè. Và tới phần vô lăng. Vô lăng chúng ta là vô lăng hai chấu, logo Hyundai. Và tích hợp phím còi. Đấy. Đồng hồ túp lô. Hiển thị rất là đầy đủ luôn. Đồng hồ rất là đẹp. Và xe chúng ta là được đây. Chức năng là trợ lực lái. Chúng ta là trợ lực dầu nha. Đây và cửa. Kính chỉnh điện. Và nội thất chúng ta là trang bị 3 chỗ ngồi, 3 ghế. Ghế chúng ta là bọc da luôn, rất là đẹp. Rất là sạch sẽ luôn. Và ở bên trên ha, bên trên trần thì có hai tấm che nắng nè. Đấy, phần đèn. Và đặc biệt nha, là cái phần để kính. Rất là hiện đại luôn nha bác tài. Để kính kính mát, kính râm đồ đó. Rồi, và đó cũng là sơ lược về nội thất của con xe Hyundai H150. Thì em sẽ nói sơ lược về cái động cơ của xe luôn ha. Động cơ chúng ta là nằm ở dưới cabin. Động cơ chúng ta trang bị động cơ 1. Xe chúng ta là trang bị động cơ 2.5 lít động cơ Hyundai cho ra công suất là 95.6 kW tại 3.800 vòng thì rất là khỏe rồi. Một con xe tải 1 tấn 4 mà có động cơ 2.5 thì cực kỳ khỏe luôn. Với cái độ tiêu hao nhiên liệu của nó tầm khoảng là từ 7 đến 10 lít, tùy vào nguồn hàng và cũng như là quãng đường bác tài di chuyển. Rồi, thì bây giờ em sẽ xuống dưới và xin báo giá đến với bác tài. Và rồi, thì đó cũng là những cái chi tiết sơ lược về con xe tải Hyundai H150 em muốn giới thiệu đến với bác tài. Thì con xe này đang có phân khúc là thùng 10 bạc với đóng thùng full inox 304 thì đang có giá là tầm 480 triệu là ra xe. Thì nếu mà bác tài nào mà mình không có chở hàng thủy hải sản, mình không muốn đóng thùng inox thì mình có thể lấy thùng tiêu chuẩn của nhà máy thì tầm khoảng là 445 triệu trong khoảng đó. Bên cạnh mà mua tiền mặt thì bác tài có thể hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến là 80%. Bác tài trả trước từ khoảng là 100 triệu đến 110 triệu là có thể nhận được xe. Thủ tục chúng ta cần có là chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn. Bác tài nào chưa kết hôn thì cần giấy xác nhận độc thân. Và bác tài cần tham khảo thêm dòng xe H150 thì có thể liên hệ đến số điện thoại bên dưới màn hình gặp em Mẫn sẽ tư vấn chi tiết đến với bác tài. Và cũng như là các thủ tục thì clip của em đến đây là kết thúc. Em Mẫn xin kính chào quý bác tài và hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo.